tướng chiến thuật 2020, võ thần tam quốc, game đấu tướng xếp lực tự do chính thức ra mắt, quy tụ những ngôi sao bậc nhất tam quốc với tạo hình cool ngầu do người chơi tự tin sâu tướng. Bạn có được thể hiện khả năng chiến thuật đỉnh cao của mình với lối chơi xếp tướng chọn lượt ra trận theo ý muốn, với trợ lực thần thú hợp chiến liên kích 16 lượt và các tính năng kích duyên độc đáo, mỗi trận chiến trở nên sống động cân não hơn bao giờ hết. Phần thưởng đế vương Lee Saver sẽ dành cho người xứng đáng nhất. Vào game tặng ngay VIP 2, chơi dai tặng VIP 6. Anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Rồi thì hôm nay mình xin giới thiệu với đây một con game có tên được chính là Võ Thần Tam Quốc Mobile. Và chắc chắn rồi, ở phiên bản này là phiên bản mới nhất hiện tại, phiên bản của năm 2024, phiên bản của Hồng Kông anh em nha. Và tuyệt vời hơn là ở phiên bản này có việc hóa và cũng như là có tăng tốc độ xong game lên gấp 10 lần. Và đi kèm với đó thì tính năng slow motion anh em nha, quá tuyệt vời đúng không nào anh em ơi. Và cũng như là for region anh em là full grip của đây anh em nha, quá tuyệt vời đúng không nào anh em ơi. Rồi ok, và chắc chắn rồi, video hôm nay thì mình sẽ review cũng như là hướng dẫn cho anh em tân thủ một số phần anh em nha. Rồi ok, và đây thì tiếp theo nào thì mình sẽ làm theo cái sự hướng dẫn của người ta anh em ơi. Đấy. Rồi ok, và anh em chờ tới nha, chờ tới đi. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm sao để bật cái việc hóa này anh em nha. Đấy. Rồi thì mình sẽ tạm thời mình tắt đi. Và sau đó mình vào lại cái logo màu xanh số 7 này, nhấn vào nha. Và mình nhấn qua tab 3 chấm này. Rồi anh em nhấn vào bản dịch nè. Đấy. Rồi thì mặc định nó sẽ là tiếng China đúng không mày? Đấy. Thì mình muốn dịch sang tiếng Việt thì mình chọn tiếng Việt anh em nha, hay tiếng Anh rồi giả thì muốn dịch thì tiếng dịch nha anh em ơi. Đấy, thì mình bật cái này lên. Thì cái này nó sẽ xuất hiện nè. Đấy. Rồi thì anh em có thể kéo cái này đi bất kỳ cái chỗ nào mà anh em cảm thấy nó không bị vướng nha. Rồi sau đó mình sẽ dịch full cái màn hình này nha anh em ơi. Đấy, cô thử nó có cái gì anh em nha. Đấy. Đây anh em ơi, nó sẽ dịch ra hết cho mình anh em nha. Đấy, nó dịch hết cho mình luôn. Ba lô xếp hạng thần chiến tranh rồi gì quân đòn gì tầm lâm nó dịch hết luôn cái full cái màn hình này em nha. Đấy, và mình muốn quay trở lại cái phone mặc định, ok, nhấn vào màn hình bất kỳ cái chỗ nào, đấy nó sẽ quay về phone chữ mặc định anh em nha. Đấy, rồi ok, và tiếp theo ở đây bây giờ mình sẽ làm theo cái sự hướng dẫn của nó như thế này, và đến khi nào mà mình hoạt động tự do á, thì tiếp theo là mình sẽ nhập mã code anh em nha. Rồi ok, vào đây. Một dòng game rất là đẹp anh em nha, rất là đẹp luôn. Này, anh em thấy là mặc định là vô game là tặng cho mình cái con tướng vàng kia rồi nha anh em ơi, quá tuyệt vời nha. Đấy. Rồi, ok, đây tiếp tục nào, vào chiến đấu luôn nha. Rồi, ví dụ như anh em cảm thấy ở nó đánh lâu và cao biểu thì ok, thì mình có thể tăng tốc độ nó lên nha anh em ơi, hay tăng tốc nó lên. Rồi, ví dụ như tăng tốc độ lên gấp 5 lần, ví dụ vậy anh em ơi. Đấy. Nè ha, trong game nó sẽ hoạt động nhanh lên gấp 5 lần em nha. Đấy, ví dụ như anh em nhìn cái hình ảnh này. Đấy, tăng lên gấp 10 lần anh em ha. Đấy, nhanh hơn đúng không mày? Đấy, đấy, đấy. Rồi, ok, mình thường tăng lên khoảng tầm x3 hay x4 lần thôi nhưng mà không tăng nhiều anh em nha. Đấy. Và nó có thêm tính năng là slow motion này, này siêu chậm này, anh em không? Nó chậm rãi từ 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 từ. Tại sao nó có tính năng slow motion? Chắc chắn rồi đúng không mày? Thì ở đây ấy thì mình sẽ giải thích như thế này. Thì có nhiều người anh em ơi, có nhiều người họ thích coi cái kỹ năng của những cái con hero đúng không mày? Nãy có những game kỹ năng rất là đẹp luôn, phải gọi là đẹp phải cá biểu luôn em ạ. Thì chắc chắn rồi, cái tính năng slow motion sẽ được sinh ra nãy để cho những người chơi đó họ thấy được cái kỹ năng anh em ơi, nó coi được kỹ năng nó rõ ràng nó kỹ hơn anh em ơi, rất tuyệt vời nha. Nãy rất là chi tiết luôn. Còn có những người thì họ không thích cái phần mà chậm như vậy đúng không mày? Họ thích cái kiểu là nhanh rẹt rẹt rẹt, chắc chắn rồi. Có tính năng ra đời đó chính là tăng tốc lên gấp 10 lần em nha. Đấy, rồi ok, ở đây là mình hiện tại đang tăng tốc lên gấp 2 lần nha anh em ơi. Đấy. Rồi ok, đấy như vậy thôi, đơn giản thôi anh em ơi. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình làm theo hướng dẫn của nó anh em nha. Đấy. Mình cứ làm theo hướng dẫn thôi. Đấy. Đến khi nào mình cho mình hoạt động được tự do rồi á thì mình mới nhập mã code nhận thưởng được các thứ nha anh em ơi. Anh em ha, mới vô game mà tôi nói thiệt chứ nó ra quá trời luôn đúng không, phải gọi là cái từ là quá trời quá đất nữa mà. Hình như nó cho hoạt động tự do luôn này đúng không? Đúng luôn, cho hoạt động tự do luôn em ơi. Tổng cộng có bao nhiêu tướng ra trận? Tổng cộng có 36 tướng ra trận như nào, 6 tướng ra trận. Đấy, quá tuyệt vời nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ coi thử nhập mẹ có ở đâu đây. Mình sẽ dịch từng phần anh em nha. Đây cái chữ độ mẹ đây rồi. Đấy, ok nha.
Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách nhập mã code như thế này. Thì ở đây sau khi anh em làm xong hướng dẫn tân thủ nha, anh em nhấn vào avatar rồi là cái nút này luôn nha anh em. Còn không thì mình có thể nhấn vào dịch nè. Cái chữ này là chữ đổi mã anh em nha. Đấy, rồi mình nhấn vào đây. Rồi thì tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách lấy mã code mặc định trên X7C nha anh em. Là anh em nhấn vào cái logo màu xanh số 7 nè, nhấn vào rồi anh em nhấn qua tab hộp quà, anh em nhấn qua mã quà và ở đây anh em nhấn vào lấy mã anh em nha. Rồi mình nhấn vào sao chép đi. Rồi sau đó mình nhập vào, mình sẽ nhận quà trực tiếp tại đây luôn anh em nha. Đấy, rồi tiếp theo mã này hai, ok cứ thế thôi. Rồi nhập vào. Đấy, hình như những cái mã đó là hình như những cái tỷ lệnh bài này là hình như mình nhớ thì mình nghĩ là chắc là lệnh bài triệu hồi cao cấp hay là trung cấp được gì đó nè mà. Rồi có kim bảo rồi, đây là chắc chắn là thể lực rồi đúng không. Rồi tiếp tục anh em nha, tuyển mã que nữa nè, tuyển hình như đây là cũng là lệnh bài ấy nữa nè, lệnh bài triệu hồi nữa rồi đúng không, không biết luôn hả trời. Rồi mã que người chơi mới. Rồi ok, tiếp theo chất liệu mã que rồi gì đây, nguyên liệu hay gì đấy. Rồi ok nhá, đây tiếp tục mình sẽ lấy hết này nha. Đấy, rồi ok tiếp tục anh em nhá. Anh em thấy quá trời tôi mã que luôn rồi mà, có tôi thấy có cái đây mã que tùy chọn tướng đỏ nữa kìa. Đấy tôi thích cái điều đó đấy, nhưng mà cứ nhập đi, nhập theo thứ tự từ từ đi nha anh em ơi. Rồi phút lợi mã que đây, tiếp tục nhập anh em nha. Đấy, quá trời mã que luôn anh em ơi. Đấy, có nhiều bạn hỏi tôi sao không lấy những cái mã code này để dưới phần mô tả video tăng mô tả video cho người ta dễ nhập. Tôi nói thiệt với anh em chứ bây giờ nè, ở đây đúng không, cái mã code nó có thể thay đổi nhưng mà anh em lưu ý cái mã code nó có thể thay đổi anh em ơi. Đấy, nó có thể thay đổi thành cái khác đúng không ơi. Thì ở đây tôi đã hướng dẫn cho anh em cách nhận mã code đúng không ơi, cách nhận và cũng như cách nhập. Video này cũng hướng dẫn anh em ơi, hướng dẫn cho anh em cách nhận và cách nhập anh em ơi. Đấy, ví dụ như hôm nay đi anh em vô đây đúng không, ví dụ như hôm nay tôi đang nhập bao nhiêu cái mã code này nè anh em ơi. Đấy, tôi kiểm tra lại này. Đấy, ví dụ như hôm nay tôi nhập bao nhiêu cái mã code này. Ví dụ như ngày mai anh em vô con game này nó nhiều gấp 2 lần cái mẻ này thì anh em bỏ qua này đúng không mày, chắc chắn là không thể nào. Đấy, không thể nào bỏ qua được đúng không mày. Anh em phải nhập như tôi này, nhập hết cho tôi nha anh em ơi. Đây tôi đã hướng dẫn cho anh em cách nhận mẻ code và cũng như cách nhập mẻ code rồi đúng không mày, chắc chắn rồi. Vì vậy anh em cố gắng anh em làm theo đúng video, anh em nhận nha anh em ơi. Đấy, vì nói chung các mẻ code nó đâu phải dừng lại nhiêu đó đâu anh em ơi, nó còn tặng thêm cho mình rất là nhiều nữa anh em nha. Đấy, ở đây mình muốn có được xét đồ này mình tốn 400 kim bảo nha, từ từ đi cái đó phần từ từ nha. Rồi tiếp theo ở đây mình vào cái đây quà điểm danh hàng ngày chắc chắn luôn. À, cái đây là cái mảnh này nữa mày, mảnh hero anh em nhé, 20 mảnh này. Đấy, anh em có thể tùy chọn các hero vân vân. Còn cái đây là nhận miễn phí không? À không, cái đây là quà VIP không anh trai à, là quà VIP không nhá. Rồi tiếp tục qua bên này, đây cứ cái gì nhận miễn phí mình nhận hết anh em nha. Không biết cái này là cái gì luôn ơi trời, mình muốn dịch thử nha. Kinh nghiệm cao quý, hình như là kinh nghiệm quý sa tộc đây anh em ơi. Thấy sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm quý tộc, đấy, chúng ta sẽ kích hoạt được cái VIP quý sa tộc anh em ơi. Hay. Rồi thì muốn kích hoạt được nó thì chắc chắn rồi anh em cứ online anh em nha. Online mình nhận thêm các điểm quý sa tộc anh em nha. Đấy thì mình sẽ nhận được VIP quý sa tộc. Đấy. Rồi ok tiếp tục. Rồi cứ cái gì cho nhận miễn phí là tôi nhận hết anh em ơi. Đấy. Rồi ok nhận hết anh em nha. Nhận hết đi. Hình như đây là quà liver thì phải đúng không, đây là for regiment 60 thể lực. Được thêm bạc rồi ok, đây for regiment vòng quay ấy, for regiment một lượt rồi ok.
Đây, chắc chắn được thêm con tướng luôn nè, 80 mảnh nè. Rồi, ok, xin xò. Rồi, ok nhé. Tiếp theo là mình tạm tắt đi. Rồi, ở đây là cái gì? À đây, đúng rồi, như tôi theo tôi dự đoán luôn, hai cái lệnh bài hồi nãy mình nhận quá trời, đúng không mày? Đó chính là lệnh bài triệu hồi nha mày. Đấy, mình sẽ triệu hồi cái này trước đi. Mình nên bỏ qua đi nè mày, nên bỏ qua nè mà, từ từ nha. Đây, bỏ qua nè. Ủa, tại sao nó không chịu hồi? À, một lần chịu hồi một cái lệnh bài là mình chịu hồi được 10 lần anh em nha. Đấy, một cái lệnh bài mình chịu hồi được 10 lần nên mà ngon không? Thấy ngon đúng không ạ? Chắc chắn phải ngon rồi. Đấy, một cái lệnh bài mình chịu hồi được 10 lần nha anh em ơi. Là nói chung 20 lần cái chịu lệnh bài là mình chịu hồi được là 20 lần anh em mà. Quá gì 20 lần. À, 200 lần anh em mà, chờ vả cáp vô. Còn đây, ở đây là 50 đi, đúng không? Thì nhân lên. À, ở đây là một lần thôi, ở đây là một lần anh em nhé. Đấy, còn chỉ bên kia thôi mà, chỉ cái bên này nè, đấy là nó mới là một lần bài là chịu hồi 10 lần anh em ơi, ghê. Đấy rồi, tôi tính cái tôi từng chọc nhớ lại, ủa cái gì vậy ta, cái gì đã sai liền anh em mà, sao vãi cáp vô. Đây mình nghĩ là què chịu hồi hay gì đấy nè, hồi nãy không có luôn rồi mà bây giờ lại có. Đấy, mình nghĩ là què số lần chịu hồi hay gì đấy anh em ạ. Đúng chuẩn luôn rồi, chứ con gì nữa. Rồi, ok, từ từ nha, tôi chưa vô túi đồ nè mấy anh, tôi chưa vô túi đồ nè mày nấy. Để tôi từ từ đi, tôi coi thử nhận hết các khuyến mãi vòng quay đồ gì đấy. Nhận hết đi nè mày. Rồi, ở đây tiếp tục vô các hộp quà. Đây, ngày đầu tiên online. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày tư luôn đó, online lên thấy mình được thêm các mảnh nữa nha nè mày. Nói chung ở phiên bản này for cho anh em rất là nhiều tướng đỏ nha nè mày, rất là nhiều tướng đỏ luôn. Rồi đây là què, để không muốn nhận què thì phải tiêu diệt con boss đó nè mà. Còn bên này mình đang vào các phân mình khám phá nha nè mày, hãy khám phá cái gì. Nhận for nhận hết là tôi. À, chưa phải hoàn thành nhiệm vụ nè mà, cũng là nhiều vải cáp ví dụ luôn đó mà, rất là nhiều nha, rất là nhiều sự kiện một cái thứ nữa mà. Em quay miễn phí lần nè. Rồi bây giờ mình sẽ từ chờ tí, từ đi nè mày, chờ tí nha, để tôi vô túi đồ cái. Đây vô túi đồ này, đang ngồi về trồng lâm này nè mày. Đây, rương hero, rương chọn hero nhé. Đấy, nói chung ở phiên bản này thì anh em thấy đúng không anh em ơi, nó phổ cho mình những cái rương này rất là nhiều luôn nha anh em ơi, chỉ cần què điểm trong các phần què điểm danh nha anh em ơi. Đấy, ồ đẹp vậy trời, wow đẹp nha. Trời, rồng rắn uống lượng luôn trời, quá hết tuyệt vời anh trai ạ. Tại sao nó lại đẹp như vậy trời, quá đẹp đúng không. Đấy, rồng rắn luôn cái thứ trời, tôi nói thiệt. Con này thôi, nhìn cái con này nó bình thường thôi nhưng mà mình đã đẹp như thế này rồi nữa mà. Đấy, mình nghĩ chắc là tướng này là tướng phép thuật này, con này là tướng đấu sĩ rồi nữa mà, đúng không. Đấy, con này nhìn thấy nó bảnh hơn, tôi nghĩ không nhầm này, con này là con lữ bố đúng không mày, đúng không. Lấy đi rồi, ok, chút nữa mình ghép mạnh lên. Đấy, nữa này, wow ngon vậy trời. Tiếp tục, từ từ nha, mình sẽ lấy cái con nào đẹp đẹp mình lấy thôi nè mọi người. Wow, hiệu ứng nhiều vậy. Wow, ok, tôi lấy con này đi, hiệu ứng nhanh nhiều vãi cáp biểu. Đấy, chút nữa mình ghép lên này nha, từ từ thôi, cứ bình tĩnh. Rồi, mở maximum ra đi. Wow, được mấy con tướng vàng luôn này. Đấy, ghê. Rồi đây là mảnh nè, mảnh trang bị nè. Đấy, 30 mảnh là chắc là một thành một hero rồi đấy. Quả 30 mảnh là mình nghĩ là chắc ghép lên được một trang bị này mà nói thành hero cả thì thành niên. Rồi nha, nó rất là nhiều nha. Rồi thì bây giờ thì mình ở đây đi.
mình đang vào các phần anh em ơi, kích hoạt mảnh như thế nào đây? À đây, kích hoạt mảnh đây rồi, nãy xài xịn nha trời. Đây tiếp tục xịn nha trời, đấy anh em thấy không, đỉnh không? Còn nữa nè mày, anh em nhớ nha, anh em chỉ cần online thôi, anh em nhận được rất rất là nhiều tướng đỏ nha nè mày. Còn chỉ cần anh em online thôi, sẽ nhận được rất là nhiều tướng đỏ nè em nha, đấy, rất là nhiều luôn. Thì từ đầu video đến bây giờ thì anh em thấy không, tôi nhận rất là nhiều, tôi thấy cho anh em coi, qua online nhận được rất rất là nhiều mảnh thị đỏ được cái thứ luôn nè mày. Trời, đây là tướng xanh nè em nha, tướng xanh mà nó đẹp như thế này rồi mà tướng đỏ nó còn đẹp như thế nào nữa nè mà, đúng không? Chắc chắn rồi. Từ nha. Đây vào đồ hình đi, nãy bỏ trứng đỏ vào, nãy sơi đẹp ngay. Hình như tôi chưa hồi nãy tôi lấy thêm một con trứng đỏ nữa đúng không? Tổng cộng tôi lấy hai con trứng đỏ mà ta, tại sao ở đây nó có hiển thị có một con vậy? Đúng không ơi, hồi nãy tôi lấy hai con trứng đỏ đúng không? Ở đây nó yêu cầu mình là đạt đúng liver, nó sẽ mở thêm cho mình em nha, đạt đúng liver này, nó sẽ mở cho mình này, liver 16, 24, 28 anh em ơi. Đấy. Xin mở cho mình thêm em nhé. Đây, từ từ tôi qua cái này cái rồi ở đây từ từ hay được thêm lần nữa, tại sao không quay đấy, được thêm con tướng vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Từ từ nha, đây là bên phần trang bị này, đây ghép bên à, cứ 30 mảnh là mình đã ghép được một trang bị rồi nè anh em nhé. Rồi ok, xin nha trời. Rồi ok nha, đấy. Nó còn mở tính năng thuốc cử nữa này. Yêu cầu đạt level 5 thì phải. Nhưng mà có một điều thắc mắc, hồi nãy anh em công nhận đúng không? Hồi nãy tôi mở ra là hai rương đúng không anh em ơi? Hai rương tướng đỏ đúng không anh em ơi? Còn rõ ràng là hai rương tướng đỏ luôn á trời. Mà sao giờ vô đây nó kiểu như nào đấy? Kiểu như nó còn có một con trứng đỏ như này ta. Tôi nhớ là tôi kích hoạt hai con trứng đỏ đàng hoàng đúng không anh? Thấy kích hoạt nhớ rõ ràng là kích hoạt hai con trứng đỏ mà trời. Không hiểu luôn á trời. Rồi ok, đây. Ở đây là nhân vật chính đi đúng không? Nhân vật chính thì thôi mình trang bị cho nó những cái khối thứ gọi là thứ trang bị khủng khiếp hiện có đi mà, hiện có nha. Những thứ khủng khiếp đang có đi mà thấy. Đang có thôi chứ không phải là tôi nói những cái thứ này là khủng khiếp nhất silver là không có nha. Đấy, đấy tôi đang có những cái món trang bị khủng khiếp của tôi. Đấy, đối với tôi. Đấy, đây. Rồi, ok. Đây, mình sẽ vào trận đấu đẹp nha. Đấy. Rồi, đi tiếp ải nha nè mời. Sợ xịn sò. Đấy, xô. Đấy, trời đỡ một hit là đi liền. Đấy, trời. Đúng như nguyện vọng của tôi luôn. Con tướng đó. Nó đánh lan nữa mà, nên là mình sẽ ưu tiên nâng cấp nó lên đi trời. Đây con tướng này là con tướng đánh lan này nè mày. Nâng cấp à. Đây nâng cấp nó lên đi anh em ơi. Đấy nâng lên level 5 nha. Đấy ráng nâng cấp nó lên anh em ơi. Đấy như đúng như tôi mong đợi luôn đó mà. Vì sao? Vì nói chung là con tướng này nó là một con tướng đánh lan này mà gì vậy, tắt đi nữa nè cha. Ơ kìa tôi đi rồi trời, anh Liên nó không đánh trước nữa mà nó đánh trước thì nên rất là nhanh luôn á trời. Rồi ok nhá, đấy rồi đấy. Tôi ấy là tôi nâng cấp nó lên mục đích để làm gì nè mày, mục đích là cho nó đánh trước đi nè mày, nó đánh trước nè mà, nhưng mà sao con đó nó không đánh trước nè mà, hay có khi nào để tôi đổi không, hay để mình đổi anh em ơi, mình định là đổi đi nha. Hay lấy đi ải nhận thêm cái thẻ này nha nè mày, cái thẻ lệnh bài chiêu mộ này, lấy cái lệnh bài này một thẻ thôi mình quay được 10 lần anh em nha. Tôi nghĩ thì từ từ nha, để tôi bỏ một con đại ra đi nha. Rồi sau đó tôi thay vào cái con này. Đấy. Rồi tôi lại cho cái con kia lên lại. Đây. Đây nhá, này tôi cho lên lại. Đấy, rồi ok. Tôi hy vọng cái điều gì anyway, tôi hy vọng là cho cái con
tướng phép kia nó đánh trước được mày, nãy vì nó là con tướng đánh lan đúng không được mày, nãy cho nó đánh trước đi, đây này con này này, đấy anh em thấy không, quá tuyệt vời luôn. Nếu như được cho nó lên đứng đầu tiên luôn anh em ơi, đứng đầu tiên để cho nó đánh luôn nữa mà, nãy cho nó đi, nói chung kiểu mình mong muốn quay ải nhanh nhất có thể nữa mà, nãy cái đó là cái nguyện vọng thôi nữa mà, nãy nhưng mà chắc không được đâu, vì đầu tiên là phải có con hero chính rồi đúng không nữa mà, chắc chắn rồi. Rồi ok, thì nói chung là game là đơn giản như vậy thôi đấy, thì cứ thế mà anh em vào game anh em chơi anh em trải nghiệm thêm anh em nha. Rồi ok, và video này nó cũng dài lắm rồi, thì anh em nào có video đến đây rồi mà chưa biết những kiến thức cơ bản nhất về con game này là gì á, thì anh em vui lòng tu video lại từ đầu giúp mình anh em nha. Rồi ok, và mình xin dừng video tại đây.